gọn, đúng rồi, ngắn gọn mà mình chỉ cần nhắn mấy cái điểm chính, quan trọng nhất là thông tin liên lạc của mình. Mình có bạn biết chị để số điện thoại cũng được, để số điện thoại để khi người ta cần hỗ trợ thì người ta có thể gọi ngay cho mình. Suy nghĩ cái tên nó hơi lâu một tí, suy nghĩ phần nội dung để mình viết thì nó hơi lâu. Xong rồi đến bước mà tạo danh mục sản phẩm. Đấy, đăng nhập vào trang cá nhân thì chị cứ kéo xuống đến cuối trang là nó đến cái phần nhà hàng cá nhân. Rồi để tạo danh mục sản phẩm thì bấm vào cán bộ quản lý danh mục sản phẩm. Bấm vào nút dấu cộng để bắt đầu mình tạo danh sách đầu tiên. Mỗi người là một màu sắc khác nhau thì mình có thể mình tùy cái thông điệp riêng của mình đến cho các bạn chọn màu thôi, tự nó không, ý chị nói là cái hàng cá nhân của mình là mỗi người một nội dung khác nhau, một cái màu sắc ý tưởng khác nhau. Bấm nút lưu để mình hoàn tất danh sách đầu tiên, xong bấm quay lại rồi bắt đầu mình bấm dấu cộng để mình tạo cái danh sách thứ hai. Mình nhập nguyên cái mã số combo vô được được em được, được nó có đó. Cái mã của set thì mình nhập nguyên cái mã thì sau khi thiết tạo thì có hai danh sách, khi muốn share danh sách nữ chẳng hạn thì cái bóng là nữ rồi là cái copy nguyên cái đường link nó là cái share mạng xã hội. Các bước của nó khá là đơn giản đúng không nha. Đây là cách chia sẻ làm sao để mình chia sẻ được cái gian hàng cá nhân của mình nó hiệu quả nhất thì, và không có bị lạc hướng, nghĩa là mình chia sẻ và đảm bảo là cái link nó khi họ nhận được họ đặt hàng thì nó phải vào mình chứ nó không vào người khác. Thì là các anh chị nhớ những phía luôn luôn mình phải có một cái bước đầu tiên là phải đăng nhập vào trang cá nhân của mình đi đã, rồi mình chia sẻ bất cứ cái gì. Cho dù mình chia sẻ một nội dung nào ở trên trang catalog, hay mình chia sẻ gian hàng cá nhân của mình, hay mình chia sẻ bất kỳ nội dung nào, một cái video huấn luyện sản phẩm nào đó chẳng hạn, bắt buộc mình phải đăng nhập vào trang cá nhân của mình trước, rồi bắt đầu mình hãy chia sẻ thì hệ thống nó hiểu ngay là mình nó sẽ lấy cái link đó về cho mình. Thì bằng cách là cái nút này là nút thần thánh, nút chia sẻ, để các anh chị cứ copy nó mà dán thôi. Mình dán trên bất kỳ phương tiện nào. Còn nếu mà mình không có đăng nhập là nó sẽ không hiểu. Đăng mà đúng rồi là không hiểu. Thì cái khách hàng đó khi họ có thể họ gửi lại cho nhà phân phối khác. Nhiều người đó nó đăng nhập thì không có được lên tầm tạo. Mất đầu mình chia sẻ được. Rồi tương tự mình muốn chia sẻ catalog cho khách hàng của mình thì phải đăng nhập vào trang cá nhân của mình rồi mới phần vào cái phần catalog ở trên website chia sẻ. Chia sẻ bộ set sản phẩm nào đó bất kỳ một sản phẩm đơn thuần trên catalog, mình muốn cho họ thấy là công dụng về sản phẩm đó gì đó mình cứ bấm vào cái nút share chia sẻ. Đây là chia sẻ cái phần nội dung danh sách sản phẩm mà mình đã tạo sẵn đó, thì mình có sẵn cái danh sách đó mình muốn chia sẻ thì mình cứ copy cái mình vào trong cái phần danh sách đó của mình quản lý danh mục sản phẩm vào danh sách mình cần chia sẻ, xong mình bấm copy cái link đó mình gửi. Nhưng mà các anh chị nhớ nha, là vì là mình phải đăng nhập vào trang cá nhân của mình trước cái đã. Chia sẻ nội dung huấn luyện về sản phẩm
để cho họ có thêm thông tin về sản phẩm, hiểu về prebiotic như thế nào chẳng hạn, gửi những cái video để cho họ cũng được. Đây là khách hàng của mình, người tiêu dùng, khi mà họ nhận được cái link của mình thì họ sẽ như thế nào? Thì khi mà người tiêu dùng họ nhận được cái link của mình, bấm vào link thì lập tức họ sẽ nhìn thấy phần giới thiệu tóm lược về gian hàng cá nhân của mình, có hình avatar, có thông tin liên lạc của mình và có danh mục sản phẩm mình gợi ý, có phần giới thiệu sơ khởi về gian hàng. Thì ở bên này mở ra, bên trong nó là danh mục sản phẩm gợi ý. Thì khi mà họ chọn sản phẩm nào, họ bấm vào nút mua thì nó sẽ dẫn họ ngay vào các trang đặt hàng online với 5 bước đặt hàng như bình thường. Bởi vì ở đây là mình treat cái khách hàng qua BBS như là khách hàng VIP, cho nên họ sẽ được dẫn vào các bước đặt hàng giống như trên các trang thương mại điện tử. Và khách hàng họ sẽ phải hoàn thành luôn 5 bước này chứ không phải mình. Thì khi mà họ bấm, họ chỉ cần bấm nút mua là nó dẫn họ đến ngay giỏ hàng để xem giỏ hàng. Họ xem rõ hàng, họ cần thêm bước sản phẩm gì đấy ở trên này họ điều chỉnh. Sau đó nó dẫn họ đến một cái bước 2. Hiện giờ mình thấy trên website bước 2 là cái bước quyền lợi đạt được đúng không? Nhưng với khách hàng BBS này, bước 2 là cái bước họ cần nhập thông tin cá nhân, là cái bước họ đăng ký VIP đó. Nhưng mà mình nói là đơn giản là họ cần nhập thông tin cá nhân để họ được hưởng ưu đãi 23%. Thì họ sẽ khai báo một vài thông tin cá nhân của họ và họ sẽ được hưởng ngay cái giá 23% tính theo giá VIP ngay lập tức. Và họ ở đây anh chị thấy nó tự động nó link mình là người bảo trợ. Phần này nó không cho mình chỉnh sửa, không cho khách hàng chỉnh sửa. Ví dụ họ muốn nhập qua tên người khác, hệ thống nó không cho, nó mặc định luôn mình là bảo trợ và không thể chỉnh sửa phần này. Rồi sau đó họ đến bước quyền lợi đạt được, chọn phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, thì nó cứ dẫn họ đi đến khi họ hoàn tất bước thanh toán. Thì sau khi họ hoàn tất xong, có được cái cả hai người đều nhận được thông báo từ hệ thống, nghĩa là khách hàng họ cũng sẽ nhận được thông báo là chào mừng họ trở thành khách hàng VIP của Oriflame sau khi đặt hàng. Đây là thông tin liên lạc của người bảo trợ cho họ, người giới thiệu cho họ khi một lần hỗ trợ gì đấy. Còn với mình là người bảo trợ, mình cũng sẽ nhận được một cái thông báo là bạn vừa có một khách hàng VIP. Bởi vì khi mà họ nhận được cái link của mình, họ vào các cái trang đặt hàng đó, lúc đó mình chưa nhận biết được gì hết, cho đến khi họ hoàn tất cái đơn hàng của họ, mình mới nhận biết là mình có một khách mua hàng và đồng thời khách đó trở thành VIP luôn. Thì hệ thống nó mới thông báo mình. Và phần này thì công ty không khuyến khích các anh chị là liên lạc với họ ngay để giới thiệu về cơ hội kinh doanh, mà mình chỉ nên ở giai đoạn này mình chỉ chăm sóc khách hàng của mình. Họ cần hỗ trợ thêm gì về sản phẩm, họ cần mình tư vấn thêm gì về cách sử dụng, họ cần hiểu thêm về hiệu quả của sản phẩm hay sao, hay là mình sử dụng như thế nào để nó đạt hiệu quả tối ưu như họ mong muốn chẳng hạn, thì mình nên chăm sóc khách hàng ở bước này. Còn khoan giới thiệu về cơ hội kinh doanh Oriflame với họ, và cho đến khi khách hàng họ trải nghiệm sản phẩm xong thì lúc đó có thể đến khi họ có nhu cầu họ đặt đơn kế tiếp hay sao, lúc đó mình hẳn giới thiệu về cơ hội kinh doanh để họ có được full quyền lợi dành cho nhà phân phối nha anh chị ha. Thì đây là cái bước công ty khuyến khích các anh chị là chỉ nên chăm sóc khách hàng ở bước này thôi. Và các anh chị cũng có thể xem báo cáo tất cả các hàng VIP của mình, bởi vì những người mà họ đăng ký qua cái kênh BBS này nó đều trở thành khách hàng VIP. Thì các anh chị vào trong phần báo cáo hệ thống tất cả khách hàng trực tuyến, ở đây các anh chị chọn cái nút tất cả nha, chọn cái option tất cả thì nó sẽ ra được toàn bộ khách hàng VIP trong các anh chị, bao gồm những người đã đặt hàng và những người mới đăng ký và hoàn toàn chưa có đơn hàng. Thì tùy vào cái danh sách này để mình approach họ, mình tiếp cận với họ, hỗ trợ cho họ để cho họ cảm thấy họ thoải mái khi họ làm việc.